Anh chị nào muốn mua nhà, tìm kiếm muốn mua nhà tại thời điểm này thì tại thời điểm này nhiều chủ đầu tư họ cũng đã giảm giá nhà cho anh chị. Thuận Dương mời anh chị vào bên trong ngôi nhà Thuận Dương đang đứng nha. Nhà này giá là 1 tỷ 750, nhà có 1 m. Thuận Dương mời anh chị cùng vào tham quan với Thuận Dương bên trong. Đây các bạn nhìn ra ha, thấy hướng tây nha, sân rất là rộng, nhìn được trời có nắng có gió. Có núi. Đây là phòng khách anh chị. Phòng khách thì có các bộ ghế sofa rất là đẹp. Ngay cái phòng khách thì nó cũng có bộ bàn ăn và bộ ghế sofa. Vào thì có bộ ghế sofa rất là sang trọng rồi anh chị. Thì đây là các bạn bộ bàn ăn. Có quầy bar. Đây là cái quầy bar anh chị ha. Cái nhà bếp không gian rất là rộng nha anh chị. Được cái trên này được lót bằng đá Ấn Độ màu đen. Màu đen thì đá Ấn Độ màu đen á, các anh chị sử dụng á là anh chị thấy nó bền lắm. Nó không có bị cũ mà càng sử dụng thì nó càng bóng. Cái đá màu đen của Ấn Độ này nè. Trên này là kính kính xám rất là sạch sang. Thì kính mà anh chị làm, anh chị nhà bếp á, mình ăn mình có những cái dầu mỡ nó ra lên kính á, anh chị lau cũng rất là dễ ra. Kính thì anh chị lấy giấy báo á nha, anh chị mà nấu ăn mà thường xuyên có mỡ dầu gì đó, anh chị lấy giấy báo anh chị lau là kính nó cũng bám rất là bám luôn. Sạch, kính là dễ lau. Đây là cái tủ để chén bát anh chị. Được để những cái gì dụng cụ anh chị thích. Có nhà bếp rộng. Mình thích nhà bếp rộng anh chị. Đi qua mà mình thích thì thấy nhà bếp rộng là mình thích. Thật sự ra chủ đầu tư họ chuyên làm nhà rồi nên họ sẽ có kinh nghiệm khi làm nhà. Dù có diện tích nó nhỏ nhưng mà khi họ thiết kế những cái nhà rất là rộng anh chị nhé. Thì bên sau cái bếp này á, cũng có không gian này rất rộng anh chị nè. Rộng lắm. Ở dưới này là có cái toilet. Ngay đây là có cái giếng trời. Giếng trời này thì cũng có được lấy được ánh nắng, gió và ánh sáng. Đây là tiểu cảnh nhỏ. Trong này cái toilet anh chị. Cái này là cái gì? Các bạn cùng với Thuận Dương lên lào nha anh chị. Nhà này là 1 m. Khi lên lào thì anh chị vào cái phòng thờ. Cái phòng thờ rộng và thoáng. Phòng thờ có cái cửa sổ anh chị. Cũng có cái cửa sổ sáng. Anh chị mở ra phòng thờ này. Đó, anh chị thấy không? Phòng thờ có ánh sáng. Nhìn vào trời nữa rất là đẹp. Ngay phòng thờ này mình rất là thích nha anh chị á. Tiếp theo cầu thang đi lên thì bên ta trái có 3 phòng ngủ anh chị. Mà anh chị vào phòng ngủ xem nhé. Phòng ngủ màu này màu xanh. Phòng ngủ này cũng có cửa sổ, có cái cửa đi ra. Thấy anh được ánh sáng anh chị. Giường. Đó, anh chị thấy ánh sáng không? Ra ngoài này có núi, nhìn thấy trời. Đêm buổi tối thì anh chị ngắm trăng. Thật sự ra với cái giá là cái giá 1 tỷ 750 này thì có rất nhiều người thích đó anh chị, cái thu nhập của anh chị. Anh chị nào thấy thích gần đây anh chị nhìn thấy không? Ngồi thấy núi nữa, rất là thoáng, nhà rất sáng sủa. Đủ nhu cầu tài chính của anh chị. Phòng này có toilet anh chị nhé. Có tủ đựng quần áo. Tủ quần đựng áo rất là rộng. Anh chị để được nhiều đồ.
Và bên trong này là có cái toilet. Và Thuận Dương tiếp theo mời anh chị vào phòng thứ hai. Phòng thứ hai cũng không có toilet nha, nhưng mà có phòng rất là rộng. Tủ quần áo anh chị. Và cuối cùng thì anh chị đi với Thuận Dương xuống phòng cuối cùng là phòng số 3. Phòng số 3 này họ chưa vô tủ quần áo ha, mà chỗ này rất là rộng luôn anh chị ạ. Và tiếp tục mời anh chị xuống toilet, cuối cùng là có toilet. Thì ngay bên ta phải mình đây thì xuống là có cái giếng trời. Bên trong có toilet. Toilet được lót gạch rất là sáng, sạch. Và bên hông này có một cái giếng trời rất rộng anh chị. Giếng trời này có nắng, có gió, có ánh sáng vào. Thì chỗ này anh chị để phơi đồ. Nó có không khí thoáng thì nó sẽ giúp cho gia đình mình có không khí rất là tốt. Sau khi anh chị cùng với Thượng Dương tham quan ngôi nhà này rồi thì đây là thông tin sản phẩm ngôi nhà, diện tích 5x20, thổ cư 60m², hướng Tây, nhà có một phòng khách, một bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, 3 toilet và một sân đậu xe hơi. Trị giá ngôi nhà 1.750 tỷ, Thượng Dương bán đúng giá, chủ nhà niêm yết đưa ra, Thượng Dương chỉ lý phí hoa hồng môi giới từ chủ nhà. Và anh chị và các bạn nào thấy thích nhà này thì hãy gọi cho Thượng Dương qua số điện thoại 0937 848 976 để anh chị xuống xem thực tế, để tham quan và anh chị sở hữu ngôi nhà này nhé. Và anh chị nào đang có nhà đẹp, chuẩn bị có nhà đẹp muốn ký gửi hãy gọi cho Thuận Dương. Thuận Dương cảm ơn các bạn rất nhiều. Thuận Dương xin hẹn gặp lại anh chị vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo.